Rồi, xin phép cho nó bắt đầu, cho phép cần được hỏi. Bao nhiêu anh chị em đang có mặt trên Zoom là thành viên của S69 chắc chắn 100% đi xe hơi hình bông tuyết thì giơ ngón tay cái. Cảm ơn cả nhà. Bao nhiêu anh chị em đã quyết định là một chiến binh S69 thực thụ, là một cái người phải giúp đỡ được người khác thành công thì mình mới thành công. Hãy giúp ít nhất, quyết định giúp ít nhất 5 đồng đội được nhận xe hơi để mình được thưởng Mercedes-Benz thì giơ một bàn tay. Cảm ơn cả nhà. Và bao nhiêu trong số anh chị em quyết định đã làm kinh doanh theo mạng, là quyết định mình trở thành guru, trở thành bậc thầy trong cái ngành kinh doanh này, trở thành một nhà kinh doanh theo mạng xuất chúng, một con người có khả năng huấn luyện đào tạo phát triển con người, phát triển các nhà lãnh đạo, giúp đỡ ít nhất 15 đồng đội có xe hơi để mình trở thành thủ lĩnh quốc tế. Giơ hai bàn tay. Rồi, cả nhà sát sai tay vào nhau, sát sai tay vào nhau, high five, thủ lĩnh quốc tế, cuộc chơi mới bắt đầu. Yes. Chào mừng tất cả anh chị em đến với cái buổi coaching vào trưa thứ ba hàng tuần. Xin tự giới thiệu với cả nhà, tôi là Trương Minh Cường, hiện là thủ lĩnh quốc tế của tập đoàn Sức khỏe Siberia, là thành viên sáng lập S69, trường đào tạo kinh doanh theo mạng hàng đầu thế giới, nơi biến mọi ước mơ trở thành hiện thực. Và ngày hôm nay thì S69 của chúng ta đang cùng nhau học tập, rèn luyện, cùng nhau kết nối hàng triệu người Việt Nam trên khắp năm châu bốn biển, những người yêu sức khỏe, những người có khát vọng tự do, những người thích giúp đỡ người khác, để cùng làm một cái cuộc cách mạng làm giàu tập thể. Và cái cuộc cách mạng làm giàu tập thể này, đó là bắt đầu từ cuộc cách mạng làm giàu thế giới bên trong, hay là cuộc cách mạng làm giàu về tư duy đấy, cuộc cách mạng làm giàu về cảm xúc, cuộc cách mạng làm giàu về tinh thần đấy. Và nhờ cái làm giàu thế giới bên trong cộng với lại một cái phương tiện mà do phước đức và nhân duyên chúng ta mới biết được đến, đấy là Sibri đó, thì chúng ta hoàn toàn với cái cơ hội này hoàn toàn chúng ta có thể biến âm thành dương, biến không thành có, biến người bình thường trở thành phi thường. Và như anh chị em quyết định đấy, chắc chắn mình là người phi thường thì giơ hai ngón tay cái. Rồi, sao sai tay vào nhau, sao sai tay vào nhau, high five, mọi thứ đều có thể. Yes. Cảm ơn cả nhà. Và Cường rất là biết ơn và tri ân cái sản phẩm Sibri này đã mang lại cho mình một cái sức khỏe trộm vía ở tuổi, bước sang tuổi 47 đấy. Sau hết tháng này là 8 năm hợp tác cùng với Sibri và uống Sibri hàng ngày đó. Tất cả cái người ta nói là thường ấy, là 3 năm ấy, là một cái cơ thể thay đổi tế bào hoàn toàn, tế bào mới. Cho nên bây giờ Cường là 100% tế bào là Sibri. Mình gần 8 năm rồi mà đó. Tất cả từ tóc này Sibri, da Sibri này đấy, mắt mũi não Sibri hết, nó thay thế toàn bộ bằng tế bào Sibri. Từng giọt máu Sibri cắt ra, từng giọt máu cũng ngửi thấy cái mùi thảo dược tinh hoa tinh khiết của Sibri. Cái năng lượng cũng là Sibri, mọi thứ, everything Sibri, tất cả mọi thứ đều Sibri hết. Và cũng biết ơn những cái nhân duyên tốt đẹp đó, nhờ cái sản phẩm nó giúp cho mình từ một người mặt mặt rỗ rất sâu và da sạm, ngày hôm nay thì nó đầy hơn rất là nhiều đấy. Ngày xưa là đứng trước các chị em là tự ti lắm, nhưng bây giờ rất tự tin, không muốn nói là tự tin vô đối, nhờ cái sản phẩm Sibri này đấy, và nhờ cái hệ thống giáo dục S69 đấy, đã giúp cho mình hiểu làm giàu, nó bắt đầu làm giàu từ thế giới bên trong, tập trung vào phát triển cá nhân đấy, và ngày hôm nay có một cái cuộc sống tốt đẹp cùng với những người đã tin tưởng đồng hành 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, 6 năm, 7 năm, vân vân. Thế cho nên là mình biết ơn những cái giá trị tốt đẹp như vậy. Và Cường nguyện dành thời gian, công sức và trí tuệ của mình để chia sẻ với anh em, với đồng đội, những người ai muốn thực sự trở thành một nhà kinh doanh theo mạng chân chính, để tạo giá trị cho cộng đồng, cho đất nước và cho thế giới này. Những anh chị em nào sẵn sàng học tập, làm giàu thế giới bên trong, phát triển cá nhân và song song với phát triển kinh doanh, tạo ra giá trị cho cuộc đời này, thì Cường sẵn sàng với anh chị em để chúng ta cùng nhau tiến lên. Và Cường có S69 có hai cái mục tiêu lớn. Mục tiêu thứ nhất là gì? Anh chị em comment nào, là xem mình đã nhớ được, đã đi vào tiềm thức chưa? Mục tiêu thứ nhất là gì? Cả nhà mình comment. Mục tiêu thứ nhất.
Anh chị em comment rồi. Mục tiêu thứ nhất là gì? Ok, kết thúc 2025 chúng ta tạo ra một cái cộng đồng có 1 triệu gia đình có sổ tủ sách tinh hoa. Yes. Yes. Đây là một cái mục tiêu nó không đơn thuần là phục vụ cho cái công việc kinh doanh này, mà đó là chúng ta cùng nhau tạo ra cái thói quen đọc sách. Đấy, có những cái số liệu thống kê chưa đầy đủ, chúng ta biết là trung bình một người Việt Nam 1 năm đọc chưa hết một cuốn sách. Trong khi đó là 1 triệu phú Mỹ họ đọc trung bình khoảng 60 cuốn sách 1 năm. Và họ tham dự những cái khoảng độ 3 cho đến 6 cái chương trình đào tạo về phát triển cá nhân. Thế cho nên là đây là một cái nhiệm vụ và một cái mục tiêu vô cùng quan trọng. Nó đóng góp rất lớn cho chính chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho cộng đồng của chúng ta. Và anh chị em nào có cuốn sách này rồi, sách tinh hoa là sách của doanh nhân thành công, sách của doanh nhân, sách của thánh nhân, sách của vĩ nhân của thánh nhân, ai có cuốn sách này rồi comment số, ai có cuốn sách này rồi giơ ngón tay cái, ai chưa có thì comment số 0 nào. Bạn có thể trở thành bậc thầy trong kinh doanh các bạn, bạn có thể trở thành bậc thầy trong kinh doanh các bạn. Ok, ai chưa có khẩn trương nhá. À, chúng ta làm nghề gì chúng ta phải am tường cái nghề đó. You can become master of network marketing. Đã không làm thì thôi, đã làm là trở thành master, đã làm là trở thành bậc thầy rồi. Bao nhiêu anh chị em quyết định mình đã làm kinh doanh theo mạng ấy, là mình phải trở thành master, trở thành bậc thầy trong ngành kinh doanh này, thì comment nói tôi. Yes. Và ở trong này, nhà kinh doanh theo mạng, một nhà kinh doanh theo mạng kiệt xuất của thế giới là ông John Calange. Đấy, và ông ấy đã giúp đỡ được rất nhiều người thành công trở thành bậc thầy trong ngành kinh doanh này. Đấy, và ông ấy chia sẻ những cái bí quyết, đúng không? Những cái tư duy để chúng ta làm sao quyết định thành công. Và trong này ông có nói đến một cái thứ mà nó quyết định 90% thành công của một nhà kinh doanh theo mạng. Và như anh chị em muốn biết cái thứ này nó là cái gì thì giơ ngón tay cái. Rồi, cả nhà sao sai đây và nhau sao sai đây, nhau nhau high five, hãy có cuốn sách đó. Yes, trên kệ sách tinh hoa của mình. Thế còn đừng hỏi cường là làm cách nào có. Làm cách nào để có thì nó đơn giản lắm. Ra quyết định là nó có trên kệ sách tinh hoa thì kiểu gì nó cũng có. Bởi vì khi muốn thì sẽ tìm cách, không muốn thì sẽ tìm lý do. Và trong đấy ông có nói về 4 nguồn nhiên liệu để giúp cho mình trở thành bậc thầy kinh doanh theo mạng. Và một trong 4 nguồn nhiên liệu đó, đấy là gì? Đấy là trí tuệ. Đấy là trí tuệ. Phải có trí tuệ về hiểu biết về sâu sắc về cái ngành kinh doanh này, về con người, rồi vân vân. Rồi một trong 4 nguồn nhiên liệu nữa đó là đội ngũ xung quanh ủng hộ bạn. Tức là chúng ta muốn trở thành một master trong kinh doanh theo mạng thì phải có người đồng hành cùng. Không có người đồng hành cùng làm sao trở thành master được. Đấy, thế trên đội nhóm của chúng ta hiện nay này, anh chị em chúng ta bây giờ chúng ta bước vào cái thời kỳ sau Covid là bắt đầu mình điều chỉnh cho nó linh hoạt. Ngày trước chúng ta làm online rất tốt đúng không? Bây giờ chúng ta vẫn phát huy online và làm tốt hơn. Bên cạnh đó các đội nhóm triển khai offline. Ở nhà nhá. Tức là hãy xây dựng cho mình những người chủ chốt xung quanh của mình và làm tăng cường làm offline. Ở Gia Lai này, ở thành phố Hồ Chí Minh này, chúng ta cứ làm một cái nhóm nhỏ, ví dụ có 3, làm sao để tạo ra 3 người làm việc. Tạo ra 3 người làm việc và mỗi người mời 3 người. Mỗi người mời một người là đã có 6 người dự một cái OPP rồi, đúng không? Tức là làm sao đấy cái đội nhóm đấy, đầu tiên là phải tạo ra đội này. Đấy, sau đó làm sao? Sau đó là mình lên cái lịch hàng tuần mình làm cái OPP đội nhóm offline. OPP thì slide có sẵn rồi, chúng ta có thể có cái TV, có thể dùng cái bảng, có thể dùng cái máy tính rồi, cái đấy nó rất là linh hoạt, nó rất là thuận lợi. Hoặc thậm chí là in cái slide ra. In slide ra đóng thành cái quyển. Chia sẻ cơ hội làm chủ cuộc sống. À, chúng ta hãy chia sẻ một cách đơn giản như thế. Bước đầu tiên là anh chị em chúng ta cần phải có đội nhóm. Đấy, và sau này nhân bản những cái nhóm như thế. Và từ cái nhóm chủ chốt đó rồi sau đó tạo ra sao chục người, 20 người, 30 người, 50 người, đúng không, 100 người, vân vân, và nhân bản những cái nhóm này ra
ở những cái nơi khác. Rồi, bao nhiêu anh chị em quyết định đấy, tập trung vào xây dựng để phát triển đội nhóm và tăng cường các cái hoạt động offline thì giơ ngón tay cái. Cảm ơn cả nhà. Đấy, và để hoạt động offline các bạn nhớ là mình phải tuân thủ tuyệt đối pháp luật. Thứ nhất là cần phải có thẻ thành viên. Ai chưa có thẻ thành viên liên hệ với lại bộ phận hỗ trợ của công ty. Chúng ta làm thẻ thành viên đúng không nào? Ai có rồi là rất tốt. Chúng ta đi, chúng ta cần phải mang theo. Nếu chúng ta mang theo sản phẩm thì phải nhớ đấy là cái sản phẩm mà mình mua và có hóa đơn chứng từ đúng không nào? Bởi vì cái hóa đơn điện tử tương đương giá trị pháp lý VAT gửi qua email. Nếu cần thì chúng ta mở cái hóa đơn đấy ra, bởi vì sao? Để tránh các cái cơ quan thị trường họ làm việc theo đúng chức năng của họ, và mình cứ tuân thủ tuyệt đối pháp luật thì mọi thứ nó đơn giản đúng không? Đấy, tức là với góc độ mình là một tư vấn viên, mình mang sản phẩm mà mình mua để đi chia sẻ đấy, nó rất là đơn giản đấy. Anh chị em nhớ nhá, có mấy nguyên tắc như thế. Chúng ta làm việc dưới 30 người mà dưới 10 tư vấn viên đấy, thì cái thẻ thành viên là chúng ta được quyền tổ chức rồi, đấy luật pháp cho phép. Hay còn trên 30 người thì chúng ta cần phải xin phép. À, ok. Mục tiêu thứ nhất, 1 triệu gia đình có tủ sách Kinh Hoa đúng không? Đấy, và cái cuốn sách này nó sẽ trang bị cho chúng ta những cái thứ cơ bản và cực kỳ quan trọng để trở thành master. Và để trở thành một master bậc thầy trong kinh doanh theo mạng à, thì chắc chắn phải tập trung vào phát triển gì? Rèn thân tâm tuệ đúng không? Ý chí, nghị lực, tình yêu thương và trí tuệ. Mục tiêu số 2, kết thúc năm 2025, chúng ta sẽ đưa CV Việt Nam lên con số 1 tỷ USD. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bước vào cái phần coaching. À, đấy. Anh chị em trong cái quá trình chúng ta có 4 việc. Một nhà kinh doanh theo mạng có 4 việc cơ bản. Anh chị em comment xem là có 4 việc gì nào. Một nhà kinh doanh theo mạng chúng ta có 4 việc để chúng ta trở thành một master trong kinh doanh theo mạng. Đó là những việc gì? Nhà mình comment nào. Có 4 việc, cái công việc mình cần phải làm hàng ngày để trở thành một master, trở thành một bậc thầy trong kinh doanh theo mạng, trở thành một nhà kinh doanh theo mạng xuất chúng, trở thành những bán hàng, tuyển dụng, đào tạo, xây dựng nhân hiệu nhá, không phải xây dựng nhiên hiệu, xây dựng nhân hiệu, tuyển dụng, bán hàng, đào tạo, xây dựng nhân hiệu, chính xác à, bán hàng, tuyển dụng, xây dựng nhân hiệu, đào tạo. Đương nhiên để làm được bốn cái việc này thì mình phải phát triển cá nhân đúng không? Cái đấy là đương nhiên. Đấy, và công việc hàng ngày chúng ta làm bán hàng, tuyển dụng, đào tạo, xây dựng nhân hiệu. Yes, đây là bốn cái việc mà chúng ta cần phải làm. Nhân hiệu là một hành trình dài. Năm chiến lược theo thứ tự ưu tiên, anh chị em comment nào. Trong S69 của chúng ta, một nhà kinh doanh theo mạng mình cần phải biết nắm thật chắc năm chiến lược theo thứ tự ưu tiên. Người thành công khác người bình thường ở một điểm rất quan trọng. Đấy là phải biết ưu tiên làm việc gì. Nếu mình không biết ưu tiên làm việc gì thế là mình cứ làm xong nó không ra kết quả. Cả nhà comment 5 chiến lược theo thứ tự ưu tiên. Chiến lược số 1 là gì? Quan trọng nhất là gì? Chiến lược số 2, quan trọng thứ hai là gì? Quan trọng thứ ba là gì? Quan trọng thứ tư là gì? Và quan trọng thứ năm là gì? Anh chị em comment nào. Ủa, lâu không nhắc, quên rồi sao? Yes. Rồi, cảm ơn chị Thường, rất là chính xác. Yes. Năm chiến lược theo thứ tự ưu tiên. Chiến lược quan trọng số 1 là tuyển tổng 1. Trên đây là một cái việc làm đều đặn hàng ngày, đúng không? Chiến lược quan trọng số 2 là trong cái nhóm tổng 1 tuyển ra ấy, mình phải tìm ra được nhân tố tàu vàng.
tàu vàng có mấy đặc điểm quan trọng sau. Một là phải có lòng tốt. Một là phải có lòng tốt. Bởi vì kinh doanh này là kinh doanh giúp đỡ người khác thành công, mình mới thành công được. Cho nên phải nghĩ giúp cho người thành công thì mình mới thành công được. Phẩm chất đầu tiên quan trọng là phải có lòng tốt, phải trung thực. Nhân tố tàu vàng thứ hai là phải chịu khó. Chịu khó. Đúng không? Là chịu khó, sẵn sàng thay đổi, hoàn thiện bản thân. Đấy, ba cái yếu tố cơ bản đấy đã. Sẵn sàng thay đổi và hoàn thiện bản thân. Sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng hoàn thiện bản thân. Ba cái yếu tố đầu tiên của tàu vàng. Ba yếu tố cơ bản đầu tiên. Một là phải có lòng tốt, hay là sao? Trung thực, đúng không? Hai là chịu khó. Ba là sẵn sàng thay đổi và sẵn sàng và hoàn thiện bản thân. Ok. Cái người nào mà chúng ta nhìn thấy một vài cái phẩm chất quan trọng như này này thì đấy là cái nhân tố tàu vàng. Thế còn tàu bạc thì giúp cho một quá trình thay đổi để trở thành tàu vàng, phải không nào? Cái thứ ba là hỗ trợ cho đội nhóm. Thứ tư là quảng bá sự kiện. Cái thứ năm là phát triển bản thân. Sang tháng thì cơn lốc nội S69 của chúng ta sẽ có một cái chương trình gọi là du học cùng thủ lĩnh quốc tế, tức là gọi là du lịch và học tập, gọi là du học đấy, cho nó vui. Chúng ta sẽ có một cái chương trình offline dành cho K6 trở lên. Thì Cường đang tìm hiểu cùng với lại thủ lĩnh quốc tế Trần Thị Kim Dung đang tìm cái địa điểm, nhiều khả năng là ở bãi biển đấy, dành cho K6 trở lên đạt chuẩn trong tháng này, trong tháng tháng 7 2022 này đúng không? Anh chị em đặt mục tiêu nhá. Trong chương trình đấy chúng ta sẽ có 2 ngày 1 đêm cùng ăn, cùng chơi, cùng học, cùng bơi. Đấy, mà K6 thì chắc chắn là khác cái chương trình K4 vừa rồi. Rồi bao nhiêu anh chị em mà cái chương trình K4 mình đi dự mà mình và đội nhóm chuyển hóa rất nhiều giơ ngón tay cái nào. Cảm ơn cả nhà, K6 nó chuyển hóa mạnh hơn nhiều. Anh chị em nào đi dự Rickcamp vừa rồi chuyển hóa có thể chia sẻ cái nào, mình và đội nhóm chuyển hóa đấy, và mục tiêu để tháng sau chúng ta gặp nhau. Và ai muốn chia sẻ với mình nói tôi xưng tên. Tôi Vũ Vượng. Vâng, xin mời chị Vũ Vượng. Dạ, xin cảm ơn thủ lĩnh quốc tế Châu Cường đã cho Vũ Vượng chia sẻ. Xin chào tất cả các thủ lĩnh, xin chào tất cả các anh chị em buổi trưa ngày hôm nay. Chúc cả nhà mình buổi trưa an lạc và thu lạc được thật nhiều kiến thức và sao chép y bản thủ lĩnh quốc tế Châu Cường. Chắc chắn là mình sẽ thì hết sức được trả thưởng, có phải không ạ? Thì Vũ Vượng xin trả lời câu chia sẻ của Vũ Vượng là vừa rồi đi đi kèm về thì có khoảng 10 người, thì không những là chuyển hóa mình mà còn chuyển hóa cả gia đình. Vũ Vượng rất là vui khi mà về nhà các ông xã lại còn đi tập thể dục cùng và cũng nối vòng tay lớn và hát bài Sivri Sivri. Mọi người bảo là phải bắt chước thủ lĩnh thì mình mới thành thủ lĩnh được. Rất là vui. Ngày xưa thì Vũ Vượng ngồi đây học thì toàn bị tắt mạng này. Ở buổi trưa điên khủng hay sao mà ngồi đấy mà. Thế bây giờ thì lại bảo là thế thì anh đem cơm về cho nhé. Thế là vừa ăn vừa học chứ. Này hỏi như thế. Và đồng đội cũng chia sẻ rất là vui ạ. Hiện bây giờ là đội ngũ Vũ Vượng có 4 gia đình và kết nối cả vợ cả chồng là đi tập thể dục rồi chia sẻ từ những câu chuyện dùng sản phẩm đến cái học đội nhóm như thế nào và ra làm sao và lan tỏa rất là mạnh kể cả sản phẩm. Và ngày hôm qua Vũ Vượng đã dám đi tới bên đảng bộ để nói về cái hệ thống của mình là hệ thống chuyển hóa, hệ thống là khai sáng chứ không phải là bán hàng bình thường, không phải là tầm thường như bán hàng chức năng, cái đấy chỉ là công cụ. Ai Vũ Vượng đã đi tới lời em mày tự tin như thế nào em mới dám là trao cái cơ hội để cho anh đấy giúp mọi người dân đó. Thế là Vũ Vượng rất là cảm ơn CVD, cảm ơn S69 ạ, và Vũ Vượng xin cái ý kiến ạ. À, cảm ơn chị Vũ Vượng.
Yes, chúc mừng chị Vượng và đội nhóm. Đấy, cho nên là mình không cần phải nỗ lực thay đổi người khác, chỉ cần tập trung thay đổi mình thôi. Và áp dụng thêm cái chiến lược thứ tư ấy. Chiến lược thứ tư là gì? Cả nhà comment lại nào. Trong 5 chiến lược theo thứ tự ưu tiên thì chiến lược thứ tư là gì nào? Anh chị em comment cho nó nhớ. Chiến lược thứ tư là gì? Thứ tư. Nga xanh phát triển bản thân là thứ năm. Đúng rồi, quảng bá sự kiện. Một nhà kinh doanh theo mạng dành cả đời để đi bán sự kiện, đúng không? Đấy, chị Vượng chị đưa được ông xã đến sự kiện thôi, khỏi không cần phải, đấy là đưa vào cái bối cảnh để chuyển hóa, không cần phải, chẳng phải nói gì cả, đến sự kiện sẽ giúp đỡ, đúng không? Ừ. Rất đơn giản như thế. Rồi anh chị em nào nữa là chuyển hóa mạnh sau Rick Camp bản thân và đội nhóm bấm mic xin mời. Tôi, chú Loan. Vâng, xin mời chị Chu Loan. Vâng. Xin chào thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường, chào tất cả các thủ lĩnh tương lai trên Zoom. Em xin giới thiệu em là tên đầy đủ là Chu Thị Loan ở thị trường Bắc Giang, là tầng 1 của chị Vũ Vượng Yes. ạ. Sau khi trước kia là vợ chồng em cùng dùng sản phẩm Siberi và em vào học thì chồng em phản đối rất là mạnh ạ. Phản đối kịch liệt không cho em vào học và đến hôm đi hành trình thịnh vượng ở Quảng Ninh thì em cũng dẫn được chồng em đi. Em bảo là chồng bạn đi rồi tại sao anh lại không đi với em? Để em lại thua tầng 1 của em à? Thế là chồng em cũng đi. Đi nhưng về vẫn phản đối em kịch liệt ạ. Thế nhưng đến đi dự sự kiện Rick Camp vừa rồi về, thế là em cũng rủ được chồng em đi và bốn cặp vợ chồng đi, cả chị Vượng, đúng rồi, bốn cặp, năm cặp cả Lương Kiều, từ từ hôm sự kiện về ạ. Thế là chồng em là thoải mái luôn, không cho, không can ngăn em nữa và bảo em là đến giờ vào học rồi em đi học đi. Và sáng dậy là đi thể dục cùng với vợ, đúng 4:30 là hai vợ chồng đi, hôm nào cũng đều đặn như thế. Và 5 giờ em vào học Zoom, chồng em về là tự nấu ăn sáng, tự đi làm, không có khó chịu như mọi hôm nữa. Em rất vui mừng. Và một tầng tầng 2 của dưới tầng 1 của em thì cả hai vợ chồng, chồng bạn đấy bây giờ chăm học hơn vợ. Hay quá. Chúc mừng Vâng, chị Chu em Loan. Vâng, Yes. em xin chia sẻ, em xin cảm ơn thủ lĩnh quốc tế, cảm ơn mọi người đã lắng nghe cho em chia sẻ. Chúc mừng chị Chu Lan. Chị Chu Lan cùng đội nhóm hãy đặt mục tiêu K6 để có mặt tại cái đấy, du học cùng thủ lĩnh quốc tế vào tháng sau nhá. Cái chương trình này là đặc biệt, thứ nhất là nó vào một cái thời điểm là Cường kỷ niệm 8 năm hợp tác cùng tập đoàn sức khỏe Sibri, đúng không? Hết tháng 7 này là tròn 8 năm hợp tác cùng tập đoàn sức khỏe Sibri. Đấy. Và 8 năm qua có thể nói là sống trọn vẹn hạnh phúc từng phút giây. Đấy, và có biết bao nhiêu những người đồng đội như chúng ta, đúng không nào? Và chắc chắn đấy là một cái chương trình sẽ giúp cho chúng ta chuyển hóa một cách mạnh mẽ hơn nữa và lại vui vẻ, nhiều năng lượng. Ok, anh chị em nào quyết định sẽ có mặt trong cái chương trình tháng sau nào, ra quyết định đã. Thì giơ ngón tay cái cần xem. Ra quyết định đã, đúng không? Yes. Thời điểm bạn ra quyết định thì số phận được định đoạt. Ấn định được đích đến thì chắc chắn là tìm được đường đi. Mục tiêu không thay đổi, quan trọng là chiến lược. Quan trọng là tìm mọi chiến lược để chúng ta có thể đến được đấy. Chiến lược thì nó cũng đơn giản, cũng chả khó. Quan trọng là sao? Học và hành động thôi. Phải không nào? Ok. Giá trị của sự kiện nó quan trọng như thế đấy. Nếu mà ví dụ như chị Chu Loan hay là chị Vượng mà ở nhà mà cứ chia sẻ với ông xã thì còn lâu lắm, chứ không biết bao giờ mà ông xã ủng hộ được. Nhưng chỉ cần sao đưa được người thân đồng đội của mình có mặt tại sự kiện thôi, mọi chuyện thay đổi, đúng không? Bởi vì nơi đó cho chúng ta niềm tin lớn, tầm nhìn lớn, năng lượng lớn. Nơi đó là nơi cái bối cảnh để giúp tạo ra sự thay đổi, giúp chuyển hóa. Ấy, và vì vậy mà những anh chị em nào mà gặp chồng gặp vợ mà phản đối nhá, tuyệt đối đừng có cãi nhau với chồng với vợ. Cho nhớ nhá. Tuyệt đối không cãi nhau, không tranh luận. Ấy, sao? Bởi vì chồng cũng đúng và mình cũng đúng. Có đúng không nào? Việc của mình là sao? Cứ tập trung vào mình,
học tập phát triển. Nếu mà chồng càng phản đối thì càng phải yêu chồng hơn, vợ càng phản đối phải thông cảm và yêu vợ hơn, chịu khó chăm chỉ hơn, và một ngày đẹp trời thì sao sẽ tự nhận ra thôi. Yes, ok, trên cái hành trình làm bốn cái việc đấy, anh chị em gặp cái rào cản gì có thể bấm micro, Cường sẽ chia sẻ với cả nhà. Xin mời. Ra có thể đặt câu hỏi. Xin mời. Trong quá trình làm việc ấy, chúng ta bán hàng này, tuyển dụng này, hướng dẫn này, xây dựng nhân hiệu này, đúng không? À, mình còn cảm thấy có cái rào cản gì mà hiệu quả chưa cao, hoặc là muốn tiến lên mà chưa tiến được, vân vân, thì nhà mình đặt câu hỏi. Xin mời. Ông xin phát biểu ạ. Cảm ơn thủ lĩnh đã cho cơ hội ạ. Chào tất cả anh chị trên Zoom. Ông xin phát biểu hai ý. Cái ý thứ nhất là cái giá trị của cái sự kiện K4 vừa rồi, cái scam vừa rồi. Thực sự người ta nói đó là một cái nơi để mà thắp sáng ước mơ, nơi để có thể nạp năng lượng và nơi có thể biến ra những quyết định rất là lớn. Có thể nói rằng làm việc thông minh nhất nó là vẫn là sự kiện bạn có mặt và đưa tối đa, thì nó sẽ thay đổi ở cái chuyện rất là lớn. Thì ở đó nó có rất là nhiều bài học, nhưng mà có một cái bài học mà thực sự anh cảm thấy rất là tâm đắc luôn của bản thân. Và vừa rồi thì cũng có một số anh chị trong đội ngũ, thực sự thì họ họ đã nhận ra và bộc lộ và cảm xúc mà không kiềm chế được. Đó là cái bài học của Tôn Linh Quốc tế Trương Quy Cường, đó là xác định rõ cái mục tiêu và tập trung vào mục tiêu. Tôi nhớ rõ ở một cái lúc mà mình cầm nó thực sự nó mỏi đó anh chị ạ. Và đôi khi là mình soi và cái vấn đề của mình ở bên ngoài là cái mục tiêu nó vẫn chưa có rõ, và đôi khi thì mình có những cái lúc nó mỏi là mình không có giữ được. Tôi nhớ cái câu nói rất là cảm xúc của Tu Lĩnh là cho dù như thế nào cũng phải giữ được nó. Và trong đầu tôi hiểu được rằng nè, nó cũng y chang những cái mục tiêu bên ngoài mình xác định rõ, thì nếu như mình chiến y chang cái mình đang cặp với nó đó, thì có lẽ là mọi chuyện nó sẽ rất là đơn giản. Và có lúc tôi thấy cũng có nhiều cái vấn đề, đôi khi tôi nói là nếu như mà thủ lĩnh còn kéo dài hơn nữa thì tôi cũng sẽ quyết giữ nó cho đến cuối cùng, đó là cái mục tiêu tôi đang hướng tới. Nếu như tôi có ngã thì tôi cũng sẽ ngã cùng với cái mục tiêu, và tôi không bao giờ đầu hàng với cái mục tiêu tôi đang xảy ra. Và gần đây thì tôi ngộ được rất là nhiều, khi mà mình có một cái mục tiêu rõ ràng, mình tập trung vào mục tiêu và mình đấu nó giống như là một chiến binh ở 69, thì mọi chuyện nó sẽ trở nên dễ dàng. Để thay đổi, tôi nhớ một cái câu nói hay nhất của Kim Jong, tôi muốn chia sẻ đó là gì: việc sinh một đứa bé thì nó cũng đầy khó khăn đau đớn của người mẹ, việc tạo ra một cái con người khác nó cũng không dễ dàng, nhưng giá trị của nó thực sự là tuyệt vời. Giá trị của nó là sự tuyệt vời khi mà mình có được cái mục tiêu, mình chấp nhận, mình trả giá nó, mình coi đó là một chiến binh, mình đấu với nó thì nó sẽ khác hoàn toàn. Nên thực sự thì rất rất là biết ơn cái sự kiện vừa đó, nó là một cái điều mà có thể ngộ được. Ý thứ hai thì trong tuyển dụng, đây là cái mà mình có hai ý muốn chia sẻ. Một, thực sự thì tuyển dụng là cái vấn đề quan trọng nhất trong cái việc mà mình xây dựng hệ thống. Có tầng một là có tất cả, có tầng một là có tất cả. Thì ở đây tôi có được hai cái điều mà tôi cảm được. Thứ nhất đó là trước đây tôi không định vị rõ về tuyển dụng, không định vị rất là rõ về tuyển dụng. Chúng ta là một bậc thầy về kinh doanh hệ thống, chúng ta là một nhà kinh doanh tự nhiên hệ thống, chúng ta phải có tư duy đúng nghĩa. Và sau khi chúng ta tư duy xong á, thì chúng ta sẽ chọn những người đồng hành, chọn những người thì cùng với mình để mà có thể tạo ra hệ thống, xây dựng hệ thống, có thể xây dựng cái cơ đồ của mình. Khi mình định rõ thì mình sẽ làm rất là dễ. Và trong cái tuyên bố của tuyển dụng á, là tuyển những người giỏi hơn mình, tuyển những người mạnh hơn mình, tuyển những người xuất sắc hơn mình, thì chắc chắn là nó sẽ ra rất nhiều. Và khi khi tôi quan sát lại cái chuỗi quá trình mình làm và quan sát những cái người thành công qua cái bài học quan sát,
thì thấy được rất là rõ. Thứ nhất là tăng cường, có nghĩa là tập trung mục tiêu số 1, đó là tuyển dụng. Thì thứ hai là tìm những người mạnh hơn mình, tìm những người giỏi hơn mình. Đương nhiên, nói như Tom Center thì mang công việc cho những người cho những người bình thường, còn mang cơ hội cho những người thực sự ham muốn. Và khi mà tôi định được hai cái điểm này á, thì bắt đầu tôi thấy được rằng là nó đã mở ra được nhiều thứ. Mình biết được rằng là cái sự đột phá nó nằm ở đâu, đó là có nhiều tầng một. Cái sự đột phá đó là tìm những cái người có nhân tố mà nó phù hợp. Đó là cái cảm đầu tiên về cái tuyển dụng. Rất là mong thủ lĩnh, biết ơn thủ lĩnh là chia sẻ những cái kinh nghiệm để làm sao mà mình có thể có được những cái người mà nó tiềm năng hơn, những cái người tuyển dụng, những cái người mạnh trong cái doanh nghiệp của mình để thu hút được. Rất là biết ơn thủ lĩnh ạ. Dạ. Cảm ơn tất cả chị đã lắng nghe. Đã, cảm ơn anh Lê Hoàng Ân chia sẻ. Vâng. Điều đầu tiên mà chúng ta muốn tuyển bán hàng hay tuyển dụng hay là dẫn dắt để trở thành master, để trở thành một cái bậc thầy trong kinh doanh theo bạn, trở thành guru. Đấy, thì thứ nhất ấy, quan trọng số 1, bởi vì mọi trò chơi ở diễn ra bên ngoài nó phải chiến thắng trò chơi trong tâm trí trước, phải chiến thắng trò chơi trong não bộ trước. Điều đầu tiên và điều tiên quyết đấy là phải nghĩ lớn. Nghĩ lớn. Bởi vì cái suy nghĩ này này nó tạo ra năng lượng. Cái suy nghĩ này này nó sẽ quyết định những cái hành vi tiếp theo, những cái hành động tiếp theo. Thế cho nên là tại sao mà cái cuốn sách này Cường giới thiệu thường xuyên với các bạn đọc cái cuốn sách Nghĩ Giàu Và Làm Giàu. Đầu tiên nó phải think rich trước. Tức là muốn làm giàu phải có tư duy của người thành công, tư duy của người giàu trước thì mới làm giàu được. Đấy, mình mang theo tư duy của mình, đúng không? Đấy, giống như ngày xưa mà Cường mang theo tư duy của anh nhà báo hay là anh chuyên viên dầu khí để đi làm giàu ấy, thì nó sai hoàn toàn. Đấy, tư duy nó sai, không thể làm giàu được. Mà phải tư duy của người giàu, tư duy của người thành công. Cho nên, và tư duy của người thành công bình thường so với người thành công lớn nó khác nhau ở chỗ là cái người thành công lớn ấy, họ nghĩ lớn. Think big. Đầu tiên phải nghĩ lớn, tức là cái tầm nghĩ nó phải lớn. Nghĩ không mà còn không dám nghĩ thì làm sao mà làm được, phải không ạ nhỉ? Chỉ có nghĩ không thôi, chả ai đánh thuế cái suy nghĩ của mình cả, mà mình còn không dám nghĩ thì làm sao làm được. Thế nào là nghĩ lớn trong cái nghề của chúng ta? Cái sức của mình ấy, mình cứ cần cài đặt ngay từ đầu như thế này này. Sức của mình ấy, ít phọt phẹt thì cũng phải hướng dẫn 50 cho đến 100 tàu vàng, đúng không? Phải hướng dẫn ít nhất 50 cho đến 100 tàu vàng. Thế thì cái chuyện mà ví dụ có 5 người giúp 5 đồng đội có xong có xe hơi đến mẹt là chuyện bình thường. Rồi sau đó trở thành thủ lĩnh quốc tế 15 người, trở thành chuyên nghiệp là chuyện bình thường, có đúng không? Thế thì cái việc nếu mà chúng ta ngay trong tư duy của mình nghĩ ấy, nghĩ lớn, mình thừa năng lực để chiêu mộ, để hướng dẫn, để dẫn dắt 50 cho đến 100 tàu vàng, thì cái việc tìm 15 cho đến 30 nó trở nên đơn giản, có đúng không? Giống như mình mà chinh phục được đỉnh Everest ấy, trong tư duy, tư tưởng là mình chắc chắn chinh phục, thì mình chinh phục cái đỉnh Phan Xipang nó đơn giản. Everest là cái nóc nhà thế giới. Đương nhiên mà chinh phục thật Everest ấy, nó gọi là hành trình đi vào cõi chết. Tức là cái đỉnh đấy là rất là nhiều người chinh phục và hy sinh. Bởi vì sao? Nó rất là khắc nghiệt. Cho đến giờ phút này thì thống kê không đầy đủ thì Cường biết đâu đó Việt Nam chúng ta mới có 3 người thôi chinh phục được cái đỉnh Everest này. Một cái hành trình luyện tập rất dài rồi, rất nhiều các thứ. Thế nhưng nếu mà chinh phục được Everest thì bây giờ mà leo cái Phan Xipang này đơn giản, hay là chinh phục cái đỉnh Kilimanjaro, nóc nhà thứ hai của thế giới ở Tanzania thì nó đơn giản, đúng không ạ? Đấy, số 1 đầu tiên phải nghĩ lớn. Think big. Tối ngày mai Cường sẽ chia sẻ rất kỹ, sâu hơn câu chuyện này trong cái buổi đào tạo tối ngày mai, trong toàn hệ thống. Cái thứ hai, tin tưởng tuyệt đối. Là mình nghĩ và mình dám tin mình làm được cái điều đấy, mà thậm chí làm tốt hơn.
nghĩ và mình tin được. Ông Napoleon Hill này, ông có nói là gì? Con người chỉ cần có một cái ý tưởng và có một niềm tin tuyệt đối thì chắc chắn biến được cái ý tưởng đấy trở thành hiện thực. Nếu chúng ta có ý tưởng, đó là dẫn dắt 50 cho đến 100 tàu vàng, đúng không? Đấy, có một cái tư tưởng, suy nghĩ như thế, thì cái việc mà nó tin tưởng tuyệt đối vào bản thân mình, người khác làm được, mình làm tốt hơn, chả có cái gì cả. Nó cần phải có thời gian. Rồi bắt đầu mình áp dụng mấy cái nguyên tắc khi bắt đầu tin tưởng tuyệt đối rồi. Bây giờ đi đến chiến lược, từ hành động. Từ đầu tiên là phải tư duy, đúng không? Rồi đến hành động, suy nghĩ rồi đến hành động. Thế thì hành động, một là cứ chia sẻ với cả nhà dạy. Đầu tiên là mình phải biết. Biết cái quan trọng nhất là biết gì nhà mình. Nếu có một thứ duy nhất trên cuộc đời này cần phải biết để thành công đỉnh cao là biết gì nào? Anh chị em comment. Mình sẽ hỏi câu này lặp đi lặp lại thường xuyên liên tục để nó đi vào tiềm thức và tất cả mọi người. Yes. Đây là biết ơn, đúng không? Đây là biết ơn. Mình biết ơn cái sản phẩm này nó mang lại cho mình cái gì, những cái điều tốt gì. Đấy, mang lại cho bản thân Cường thế thôi, mang lại cho những người thân yêu trong gia đình của mình. Mẹ Cường ngày xưa thường xuyên bị xoang, thường xuyên, đặc biệt là viêm họng mãn tính. 2 tháng, 3 tháng là uống trận kháng sinh sốt hết cả ruột. Đấy, và lâu lắm rồi không phải uống viên kháng sinh. Đấy, và bây giờ da rẻ hồng hào, khỏe mạnh, mình yên tâm về sức khỏe. Cho nên là sao? Rồi con, rồi bà xã. Và mình sẵn sàng, vì cái lòng biết ơn đấy mình sẵn sàng mang đến cho mọi người. Đây là cái thứ nhất, cái cần phải biết. Cái biết thứ hai cực kỳ quan trọng để chúng ta có thể sao, có thể tuyển những người giỏi hơn mình, mạnh mẽ hơn mình, xuất sắc hơn mình. Biết gì nhà mình? Anh chị em comment. Anh chị em thử comment xem ạ. Biết những giá trị tuyệt vời của CV. Yes. Yes. À. Biết mình có gì trong tay. Cảm ơn. Đó. Các bạn tham dự cái buổi 21 giờ tối qua rồi đúng không? Đấy, bắt đầu nó nhớ rồi. Tốt, chúc mừng. Chúc mừng các bạn. Tại sao Cường có anh Nguyễn Ngọc Sáng? Đúng không? Là tầng 1. Tại sao Cường có Đặng Việt Phương? Anh Sáng, Việt Phương giỏi hơn Cường nhiều. Anh Sáng, anh ấy là một anh ấy am tường về Tây y học, anh ấy am tường về Đông y học, am tường về nho ly ý số, nho gì, nho y ly số à? À đấy, có thể nói là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Nếu về mặt chuyên môn ấy, liên quan đến sức khỏe, Cường chả có cái tuổi gì nói chuyện với anh Sáng cả. Nếu về am tường về thực phẩm chức năng thì cũng thế, mình chả có cái tuổi gì có thể nói chuyện được với anh ấy cả. Rồi về Tây thì càng không. Nhưng tại sao Cường có anh Sáng là tầm 1? Bởi vì mình biết cái thứ hai là vô cùng quan trọng, là mình biết đến Sibri mà anh ấy chưa biết. Mình biết trong tay mình có báu vật của đất mẹ Sibri, của các nhà khoa học Nga, của chủ tịch Tatiana Raghakovskaya mà anh ấy chưa biết. Và mình tin tưởng tuyệt đối với một người có năng lực như anh Sáng, có tình yêu thương như anh Sáng, chắc chắn là anh ấy sẽ, khi mà đủ nhân duyên anh nắm bắt được, thì anh sẽ giúp được hàng nghìn hàng vạn con người. Đấy là điều chắc chắn. Bởi vì anh ấy là một người cực kỳ yêu sức khỏe, yêu thực phẩm chức năng. Anh ấy là một người mà rất đau đáu tìm những cái giải pháp để giúp bảo vệ phục hồi sức khỏe cho con người. Thế thôi, và mình biết là trong tay mình có một thứ mà anh ấy chưa có. Và mình sẵn sàng tìm mọi chiến lược để trao cho anh ấy. Thế thì Cường làm bạn với anh ấy 3 tháng trời, anh ấy không biết Cường là ai cả. Nhưng mình đã tìm hiểu, nghiên cứu rất kỹ về anh ấy qua những cái chia sẻ của anh ấy trên YouTube.
Thì mình tìm hiểu rất kỹ. Đấy, mình biết anh ấy có một vài đặc điểm giống như Cường vừa nói với các bạn ấy. Thế và mình kết bạn kiên trì và Cường nói với anh là chắc chắn với năng lực như anh, với tình yêu thương như anh, với trí tuệ như anh, với sự am tường về đông y học như anh, về thực phẩm chức năng như anh, mà anh nắm được cái giải pháp Sibri này này thì chắc chắn là anh sẽ hiện thực hóa được mọi ước mơ của mình và sẽ giúp đỡ được hàng nghìn hàng vạn con người bảo vệ phục hồi sức khỏe. Thế thôi. Công nhận, ghi nhận, khinh nhận, khích lệ, động viên, đúng không? Người ta giỏi là mình phải công nhận chứ, ghi nhận và mình trao công cụ thôi. Thế xong thì anh bảo là vậy gửi tài liệu cho anh, thế là xong. Có phải không nào? Với một cái người nghiêm túc là người ta sẵn sàng nghiên cứu tìm hiểu. Chứ mình có làm sao mình đủ năng lực gì đào tạo dẫn huấn luyện anh đâu. Người thứ hai là Đặng Thị Việt Phương. Cường cũng làm bạn trên Facebook, mặc dù nhà cách nhau gần gần cách nhau gần tức là hơn 1 km. Đấy thì trong 3 tháng làm bạn với Việt Phương ấy thì mình cũng tìm hiểu rất rõ. Thứ nhất mình biết đây là một doanh nhân truyền thống. Cái thứ hai là lúc đấy đang Việt Phương cũng đang làm thủ lĩnh 3 sao của Vision. Đấy, và lúc đấy thì mình rất am tường cái công ty Vision bởi vì công ty đấy là cái nơi mà mình đã hợp tác 3 năm 4 tháng. Cho nên mình rất hiểu những cái điểm mạnh, điểm yếu gì và mình biết chắc chắn 100% cái xe mẹc đấy ấy, là cái xe mẹc mà đầu tư và đội nhóm đầu tư mới chiến thắng được, cho nên là cái thiệt hại rất lớn. Tức là mình biết cả điểm mạnh và nỗi đau, đúng không nào? Đấy, thế cho nên và khi Cường kết nối với Việt Phương và nói chuyện rồi chia sẻ thì các bạn biết là Việt Phương về về kinh doanh truyền thống thì lúc đấy rất là giàu có, gia đình có doanh nghiệp, bây giờ vẫn đang vận hành này, doanh nghiệp vẫn đang tạo ra dòng tiền cực tốt, tỷ một tháng, có Mercedes-Benz E400, có Prado, có Camry. Mình thì đi xe Way bán, nếu mà bán được giá thì chắc 16 14 triệu. Thế thì bằng niềm tin nào mình có thể chia sẻ cho một người đang có dòng tiền, gia đình kinh doanh dòng tiền tỷ một tháng mà đi 3 cái xe hơi như thế, thế trong khi mình thì đi cái xe Way thế, đúng không? Bởi vì mình biết là mình biết sức mạnh của Sibri và mình có trong tay Sibri mà Việt Phương chưa có. Và mình có niềm tin là Việt Phương mà nắm được cái cơ hội này này thì chắc chắn khỏe trẻ đẹp là đương nhiên. Chắc chắn sẽ giúp đỡ được những người đồng hành cùng bạn ấy trở nên giàu có. Mà cái cơ hội trước bạn không làm được. Rồi kinh doanh truyền thống bạn ấy cũng không làm được. Kinh doanh truyền thống chỉ có bạn giàu thôi, nhân viên làm sao giàu được. Thế còn Vision thì mình biết chắc chắn nó là cái gì rồi. Đấy, thế thôi. Và mình sẵn sàng trao. Đấy là biết cái thứ hai. Có nghĩa là mình phải thấu hiểu đầy đủ năng lực trí tuệ, bởi vì niềm tin nó đến từ trí tuệ. Mình phải hiểu được cái sức mạnh thực sự của cái sản phẩm Sibri này này, của giải pháp Sibri này, nó mang lại thực sự cái điều gì, giá trị lợi lạc như thế nào cho con người, đúng không? Mình biết được là chỉ cần ai được uống nó và uống thường xuyên liên tục ấy, đấy là đại phước đức, có đúng không nào? Ai được làm đấy là một nhân duyên cực lớn. Vì sao? Bởi vì cái chính sách Sibri này, để chính sách này là chính sách để tạo ra những master. Cái luật chơi của CB, cái sơ đồ trả thưởng của CB là để tạo ra những nhà kinh doanh thương mại chân chính, tạo ra những người hùng thực sự trong cái ngành kinh doanh này, tạo ra những huyền thoại thực sự trong ngành kinh doanh này. Bởi vì chính sách là chính sách dành cho tất cả cùng thắng, và chính sách làm thật, hưởng thật, ăn thật, tạo ra giá trị thật. Đấy, thì chia sẻ với anh Ngân như vậy, tức là mình biết là trong tay mình giống như là cái cây đũa thần ấy, cây đèn thần ấy, mình chỉ cần trao cho người khác thôi. Ai đủ nhân duyên nắm được nó thì người đấy thay đổi và cuộc đời những con người đồng hành thay đổi. Và đương nhiên là phải rơi vào những tay những người chân chính, đúng không? Thế còn những người lười và tham thì chả giải quyết cái gì cả. Thế còn làm nào để biết ai là chân chính, lười và tham thì cứ gieo thôi, rồi làm thì biết ngay. Và nếu như bây giờ Cường hỏi cả nhà nhé, nếu như thực sự mình biết trong tay mình có một cái thứ nó quý giá như vậy thì cái rào cản gì nó khiến cho mình trao cho người khác?
bất kỳ ai. Rào cản đó là cái gì? Bây giờ ai có 1.000, có 10.000 đô đúng không? Mình sẵn sàng mang đi chia cho người khác, thấy nó rất dễ thì giơ ngón tay cái. À, cảm ơn cả nhà. Cái cơ hội này nó quý hơn nhiều đúng không? Cường đã từng ví von, anh Minh anh có tặng Cường triệu đô thì nó chả có nghĩa lý gì so với cái cơ hội CV này cả. Nó quý hơn nhiều. Nó không chỉ là tiền. Tiền là một cái phần thưởng. Đúng không ạ? Thế thì đấy, bây giờ muốn có tầng 1 thì mình biết trong tay mình có cái gì. Ăn nhau là thế kỷ 21 này này là thế kỷ của thông tin. Người nào nắm được thông tin người đấy làm chủ thế giới. Nhưng mình phải rất rõ về cái thông tin mình đang có này này. Mình phải hiểu sức mạnh thực sự của nó. Thì mình mới sẵn sàng trao thử cho người khác. Tức là giống như trong tay mình có báu vật ấy, mình cảm giống như là đất cát ấy. Thì nó chả có nghĩa lý gì cả. Bây giờ Cường hỏi lại cả nhà nhá. Có những anh chị em mà đi lâu rồi sẽ nhớ, à, mới thì sẽ chưa nhớ. Sự khác nhau giữa đất, vàng và kim cương khác nhau ở chỗ nào? Anh chị em comment. Sự khác nhau giữa đất, vàng và kim cương khác nhau ở chỗ nào? Cả nhà cứ comment thì Cường đi kiếm cốc nước. Khác nhau về cấu tạo, đấy là về mặt khoa học. Người đón nhận biết được giá trị. Khác nhau về giá trị, khan hiếm tạo nên giá trị. Ok, còn gì nữa không cả nhà? Giá trị, độ cứng, độ sâu. Yes. Thế bây giờ cửa hỏi nhà mình nhé. Cái lọ Formula 4 bây giờ mình vứt ra đường, những cái người ta chả biết nó là cái gì ấy, thì nó có giá trị gì không? Chả có giá trị gì cả. Đúng không? Nó chả có giá trị gì cả. Cái cơ hội kinh doanh này này, với những người người ta chả biết gì về nó có giá trị gì không? Chả có giá trị gì cả. Thế thì nó khác nhau thực sự là cái gì? Giá trị đúng rồi, đương nhiên là giá trị rồi. Nhưng nó thực sự khác nhau là cái gì? Cách nhìn. Khác nhau là giá trị sử dụng. Hiểu biết. À, cảm ơn anh may mắn, chính xác. Nó khác nhau là sự hiểu biết về giá trị của nó. Ở đúng không nào? Nó khác nhau là cái sự hiểu biết sâu sắc về cái giá trị của nó. Chứ đưa cho một cái người người ta chả hiểu biết về giá trị giữa đất, vàng và kim cương thì nó giống nhau. Nó cũng là một cái cục cứng cứng. Nó chả có cái gì khác nhau cả. Với một cái người mà không có hiểu biết gì về giá trị của nó thì nó chả có cái gì cả. Thế thì cùng là CV đây chúng ta thấy không? Cùng là báu vật của tạo hóa, cùng là cơ hội trời cho để chúng ta bảo vệ sức khỏe và sắc đẹp cho mình, cho đồng loại và để trở thành master, để trở thành huyền thoại trong ngành kinh doanh này, để có thể giúp được hàng nghìn, hàng vạn, hàng triệu con người Việt Nam và trên thế giới này. Nhưng có đầy người nắm rồi buông, có đúng không? Bởi vì sao? Nó khác nhau ở cái sự hiểu biết sâu sắc về giá trị của nó. Chuyện bình thường. Có người bị tâm tham nó dẫn dắt, chuyện bình thường. Thấy cái khác tưởng ngon hơn, thế cho nên bỏ nó, chuyện bình thường. Phúc duyên của mỗi người, cái đấy tùy duyên thôi. À, chả có vấn đề gì cả, đúng không cả nhà? Ừ. Yes. Cho nên cái thứ hai là mình phải biết trong tay mình có gì, có nghĩa là phải hiểu sâu sắc về nó, là trong tay mình đang có cái gì để mình sẵn sàng trao cho người khác bằng một cái niềm tin mãnh liệt, bằng một sự hiểu biết sâu sắc thì mình mới có được những người giỏi hơn và mạnh hơn. Chứ còn báu vật mình trao cho người khác bảo anh cứ uống thử xem sao thì đâu phải là báu vật, đúng không? Anh mà uống ấy,
em không chịu trách nhiệm về sự khỏe mạnh của anh, ít nhất là như thế. Anh mà kinh doanh CV, em không chịu trách nhiệm về sự giàu có, sự phát triển của anh mà đủ nhân duyên đồng hành cùng với em đi trên con đường này, em không chịu trách nhiệm về một cái cuộc đời tự do đúng nghĩa của phải bằng một cái sự hiểu biết sâu sắc và một cái niềm tin mãnh liệt như thế, chúng ta mới có được những con người mạnh hơn. Chứ còn trao cho ai đó, các bạn thấy Cường Cường nói với ánh sáng chưa? Nếu anh mà nắm được cái cơ hội này với cái giải pháp này, em tin tưởng tuyệt đối là anh có thể giúp được hàng nghìn hàng vạn con người. Cho nên là khác nhau, cùng là CV nhưng mình mang đến cho người khác bằng cái niềm tin như thế nào và sự hiểu biết như thế nào là nó khác nhau. Cho nên có người có tầng 1 và có người chẳng có tầng 1. Công cụ thì giống nhau nhưng sự hiểu biết về nó thì rất khác nhau và niềm tin về nó rất khác nhau. Các bạn hiểu chưa? À, đấy. Rồi cũng là kinh doanh CV. Mấu chốt đầu tiên, cùng là kinh doanh cơ hội này nhưng mà có người nghĩ lớn, có người nghĩ về cơm áo gạo tiền, vượt qua đồng tiền bát gạo, miếng cơm manh áo. Khác nhau. Các bạn biết là khi Cường bắt đầu với CV ấy, là mình muốn cái gì? Muốn cùng nhau vẽ lên bức tranh tuyệt đẹp về cái ngành kinh doanh này. Mình muốn cái gì? Mình muốn là cùng nhau xóa đi những cái vết đen, những vết nhơ, những sự hiểu chưa biết, chưa đúng, chưa chính xác, những cái vết bẩn về cái ngành kinh doanh này. Cho nên là cùng là bắt đầu nhưng tư tưởng khác nhau đúng không? Suy nghĩ khác nhau và tạo ra kết quả khác nhau. Cho nên là mình nghĩ cái gì nữa? Mình bảo cái sản phẩm nó tốt như này và giá nó hợp lý vô đối như này. Cái cách khởi nghiệp kinh doanh này ai cũng bắt đầu được thì cái việc mà 50 đến 100 tầng một chuyện muỗi. Đấy, cảm ơn, rất là cảm ơn câu hỏi của anh Ngân để Cường được giải bày chia sẻ với cả nhà. Là cùng là phương tiện giống nhau, sự hiểu biết khác nhau, niềm tin khác nhau, tư tưởng khác nhau, tạo ra kết quả khác nhau. Thế cho nên là có nhiều người người ta chưa hiểu ấy, người ta bảo sao CV tốt thế, sao không rủ cả họ làm. Chúng ta hình dung câu chuyện không? Rủ nhưng mà ai ai sẵn sàng thay đổi hoàn thiện bản thân để làm giàu là câu chuyện hoàn toàn khác. Cường có cậu em trai ở Huế cùng cha khác mẹ. Mình thương lắm và rất là muốn gieo duyên để bước vào con đường này, nhưng có phải là mình thành công nói em nghe đâu, còn lâu. Đó. Em thấy chưa phù hợp với bình thường. Đấy. Có đúng không? Đấy. Rồi, cảm ơn anh Ngân một lần nữa nhá. Cảm ơn anh chị em. Đấy. Anh Ngân có thể trao đổi lại ra những cái gì em chia sẻ, xin mời. Cảm ơn Thu Lịch. Gần đây thì Thăng được may mắn được nói chuyện với Thu Lịch nhiều và được đặt những cái câu hỏi trực tiếp và những cái điều mà chính bản thân bên trong của mình ấy, đã đưa ra. Thì thật ra thì nó cũng cũng có thể được xem là nó đào bới được nhiều thứ, nó làm cho mình sáng tỏ được nhiều thứ. Do đó thì ngay cái tuần thứ ba tuần rồi ấy, thì anh có hỏi ba câu hỏi thì ăn rất là rõ được cái khả năng của cơ hội siêu vi. Do đó thì mình đang tập trung nâng vào cái bên trong, cái thế giới bên trong, đó là phát triển cái tư duy, cái suy nghĩ lớn của mình thông qua một số cái sách về đọc lại kỹ và hack hacker, một số cái vấn đề khác để nâng cái tầm của mình lên. Bởi vì tất cả nó có một cái giới hạn duy nhất, đó là chính cái bộ não của mình thôi, cái suy nghĩ của bên trong của mình thôi, chứ chẳng có cái gì giới hạn mới siêu vi cả. Nên cái suy nghĩ mình nhỏ nên đôi khi thì mình tuyển dụng hay mình làm việc nó cũng sẽ không được lực. Khi mà anh bắt đầu thay đổi cái quan điểm, đặc biệt là khi trao đổi với một số chị về tập một á, thì họ cũng có những cái suy nghĩ giống giống, và mình thấy được rằng khi mình đặt lại đúng cái tâm thái, có một cái suy nghĩ lớn và đặt lại đúng cái tâm thái á, thứ nhất anh chị á, là khi mình nói chuyện với những cái người mà cao hơn mình á, mình không có nỗi sợ, anh chị không có gì dè dặt hết. Bởi vì mình hiểu biết rõ sâu sắc về giá trị của series, cái giá trị mà nó có thể mang lại cho cái người bạn của mình.
thì lúc này tự nhiên là chắc chắn là chúng ta sẽ không có một cái sự e dè nào hết, mà thậm chí là hoan hỷ khi nói chuyện, hoan hỷ khi chia sẻ điều này. Và chứng minh khi chúng ta hiểu được cái giá trị của Suri thì chúng ta thấy được rằng là hoàn toàn chúng ta rất tự nhiên, và lúc này chúng ta sẽ mong muốn là đi tìm những cái người mạnh hơn mình để nói chuyện, chứ không còn vấn đề khác, không còn một cái sự dè dặt nữa, không có một cái sự dè dặt nữa. Do đó ngày hôm nay thật ra là cái câu chuyện của Thủ lĩnh ngày hôm nay thì ân được nghe lần thứ hai thứ ba rồi, tại vì chính trong lòng mình mong muốn nên là mình cũng đã vô rất là nhiều cái video, nghe nhiều cái câu chuyện tuyển dụng, và cũng được nghe những cái câu chuyện để mình hiểu được tại vì mình mong muốn. Và hôm nay rất là biết ơn Thủ lĩnh đã một lần nữa để cho ân và tất cả những anh chị trong Zoom hiểu được cái câu chuyện tuyển dụng, những cái vấn đề cần mình phải nâng cái suy nghĩ, cái quan điểm, cái tâm của mình lớn lên, suy nghĩ lớn lên. Anh đã trải qua một cái cuốn đó là Nghĩ Lớn của Đinh Thanh Trung, đọc được cũng vài lần, và nó cũng đã phá cho mình rất nhiều cái giới hạn bằng những cái câu chuyện mà ông Trung đưa ra. Và tôi nghĩ tất cả anh chị chúng ta cũng nên tham khảo cái cuốn Nghĩ Lớn đó, Nghĩ Lớn của Đinh Thanh Trung. Nó thực sự là khi mình đọc xong mình mới biết được rằng là mình còn nghĩ nhỏ, nó có một cái giới hạn từ bản thân mình, có những cái nghĩ nhỏ trong đó. Qua hai cái câu chuyện, mà đặc biệt là có một cái câu chuyện mà của ông Banet, mình cảm thấy nó rất là sốc khi một cái người lần đầu tiên mà họ có một cái khả năng họ quy tụ vài người thôi, nhưng mà khi vào tiếp cận với ông Trump thì muốn mời được một diễn giả thì ông Trump đưa ra một cái suy nghĩ rất là khủng khiếp. Nếu như anh mời được là trên 5.000 người thì ông mới có thể nhận được cái giá trị đó. Mặc dù thì Barnett, cái phí của ông Trump đưa ra nó cũng lên tới hàng triệu đô la, mà tổng tài sản của Barnett thì chỉ có vài trăm ngàn thôi. Ông nói là thật ra là cuộc chơi cuối cùng, nếu như thất bại trong cái buổi meeting đó, trong cái hội nghị đó, thì hầu như là ông sẽ tan gia bại hoại. Nó hai cái vấn đề, một là cái phí mà ông chưa bao giờ có thể cover được, cái cả gia tài không thể làm được. Hai là năng lực tổ chức chỉ có vài chục người, bây giờ là đưa lên nó tới là 5.000 người đổ lên, mà một cái thời gian nó chỉ có tôi nhớ không rõ thì như là trong vòng cái khoảng 10 ngày mà ông Trung Tâm đi ra. Ông nói nếu mà thỏa thuận được hai điều kiện này thì ông mới nhận, chứ còn trả tiền không là ông vẫn không có mặt, nếu không đủ số lượng thì ông không có mặt. Và anh chỉ có tưởng tượng bằng cái suy nghĩ nâng sự quyết tâm cao độ, làm việc quên ăn quên ngủ trong vòng chưa đủ 10 ngày thì Bannet đã lên cái sự kiện tới hậu trường, không phải là 5.000 người mà đó là 7.000 người, có nghĩa là vượt cái ngoài sự. Ông ấy đưa ra một cái chuỗi câu hỏi rất là hay để xác định được rằng khi mình gặp khó khăn thì mình sẽ làm gì, hay hoặc là có một cái điều kiện á, thì bạn sẽ mong muốn ở cái mức độ nào, thu nhập 50.000 đô hay là 10.000 đô hay là 100.000 đô hay là 1 triệu đô la. Và thực sự lúc này mình thấy được rằng là có một cái suy nghĩ cho chỉ có ước muốn không thôi, để mình đạt cái số đó thì mình chưa dám nghĩ, thì cái thực tế chắc chắn nó không xảy ra. Có nghĩa là cái cuốn nó cũng đã phá vỡ rất nhiều, chắc chắn người anh cũng sẽ đọc lại cùng với đồng hồ đọc lại để mà mình nâng cái suy nghĩ. Mình rất là biết ơn Thủ lĩnh rất là nhiều. Thật ra thì gần đây mình follow rất nhiều những cái điều mà Thủ lĩnh đang làm, để mà mình có được cái tư tưởng, có được cái suy nghĩ, và chắc chắn khi nó có được cái bên trong thì sẽ có bên ngoài. Cảm ơn các anh chị đã nghe. Cảm ơn anh Ân rất là nhiều. Yes, đây là cái cuốn sách của Donald Trump mà anh Ân nói đúng không? Nghĩ lớn để thành công, Think Big. Đây là cuốn sách rất đặc biệt. Có thể nói là Donald Trump là một trong những người có ảnh hưởng rất lớn với cuộc đời của Cường. Cường rất thích ông ấy, tư tưởng, suy nghĩ, trái tim của ông ấy rồi vân vân. Rất thích ông Donald Trump. Và những cái cách nghĩ, cách giải quyết vấn đề của ông ấy rất đặc biệt. Đấy. Có những lần Cường cũng thường chia sẻ với, lần trước cũng chia sẻ với cả nhà đấy, khi mà mình gặp rào cản ấy, mình cứ đặt câu hỏi là không biết là vấn đề này với Donald Trump ông sẽ nghĩ gì và ông làm gì. Tức là mình đặt tình huống giả định như thế. Đấy, và mình muốn giải quyết vấn đề, mình mà nghĩ theo kiểu của mình ấy, thì còn lâu mới giải quyết được. Nhưng mà nghĩ theo những cái người thành công và những cái người có tư tưởng lớn ấy, thì vấn đề nó trở nên nhỏ bé. Cảm ơn anh Ân nhắc lại cái cuốn sách. Ok, thế cho nên ấy, quay trở lại công việc. Để chúng ta có thể đi xa được, bởi vì bạn là ai, bạn là những gì bạn nghĩ, cái suy nghĩ của mình này nó tạo nên con người mình.
bạn chính xác là những gì bạn nghĩ. Mình nghĩ có thể thì nó có thể, mình nghĩ không thể thì nó là không thể. Bạn nghĩ nó khó thì là nó khó, bạn nghĩ nó đơn giản thì nó là đơn giản. Bạn nghĩ 50 cho đến 100 người tầng một tàu vàng là muỗi thì nó là muỗi, còn bạn nghĩ nó là núi Thái Sơn thì nó là núi Thái Sơn. Bạn nghĩ được rằng là mình xứng đáng đấy, đi được những chiếc xe đẹp nhất, có những phần thưởng xứng đáng nhất thì nó có, và bạn không nghĩ được thì nó chả có, đúng không nào? Bạn là những gì bạn nghĩ. Yes, ok. Cho nên là cái việc mà hiểu biết sâu sắc về cái mình đang có, từ cái phương tiện này này, và khi trao cho người khác thì anh chị em để ý một thứ này. Thứ nhất ý, là mình tôn trọng những gì người khác đang có, nhưng không phải những thứ họ đang có là rào cản để mình sợ hãi. Bởi vì mình đang đi xe máy mà chia sẻ cho một người đi ô tô ấy, là gặp rào cản trong tiềm thức ấy. Mình đang vừa mới khởi nghiệp nhưng mình chia sẻ với giám đốc trưởng phòng là mình sợ rào cản trong tiềm thức. Để vượt qua cái rào cản này một cách rất đơn giản thôi, mình biết được rằng là mình đang có trong tay CB mà họ không có. Và mình phải nghĩ đến được cái lợi ích mà người ta được uống hoặc người ta được kinh doanh CB ấy, thì họ sẽ nhận được những cái gì. Là anh giám đốc thì họ sẽ có được một con đường làm chủ cuộc đời tự do hoàn toàn, đúng không nào? Là cái người là làm tư đấy, họ có một con đường để được tự do giải phóng. Một cái người làm công thì có một cơ hội để họ được làm chủ cuộc đời, họ thay đổi tư duy, thay đổi cuộc đời. Một cái người bán hàng thì họ có cơ hội không chỉ là bán hàng mà xây dựng hệ thống kinh doanh, tạo ra thu nhập thụ động. Một người bác sĩ thì người ta có cơ hội để người ta có giải pháp để giúp, để phòng bệnh chủ động cho bản thân bác sĩ và người khác, vân vân. Tức là mình phải nghĩ được cái lợi ích họ nhận được nhiều hơn những gì họ đang có rất nhiều, thì các bạn sẽ tự tin vô đối. Nhưng nếu mình không nghĩ được cái đó mà mình chỉ nhìn thấy cái thứ hoành tráng nó che hết mờ mắt, các bạn nhìn thấy người ta đang đi cái ô tô, thế là nỗi sợ nó dựng lên một cái rào cản, một cái bức tường thành to tướng, và mình không dám chia sẻ nữa. Người ta đang đi ô tô tốt, đấy là cái phương tiện để chở CV nó được nhiều hơn, đúng không? Nó an toàn hơn là đi xe máy để chở. Thế có phải tốt không? Đúng không? Mình nghĩ đến cái lợi ích họ sẽ được gì khi họ kinh doanh CV. Và phải nhớ là được lớn hơn rất nhiều những gì họ đang có. Thì mình trao cho nó đơn giản thôi, đúng không? Đấy giống như và ví dụ như bây giờ chia sẻ cho chị Thường đi. Thấy chị đang là phó trưởng phòng quản lý giáo dục, nhìn thấy cái chức danh nó hoành tráng thế, nó rào cản nó chặn đứng luôn. Nhưng CV giúp cho họ, giúp cho chị khỏe đẹp lên này, giúp cho chị cuộc sống, chất lượng cuộc sống tốt lên rất là nhiều này, tự do hoàn toàn này. Có phải là những cái thứ mà tốt hơn rất nhiều những gì chị đang có, cái công việc là phó trưởng phòng quản lý giáo dục không cả nhà? Đúng thì giơ ngón tay cái. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị em. Mình trao cho người khác với một cái niềm, tức là mình biết là trong tay mình có gì. Và thêm một chi tiết này nữa, thì cái việc mà tuyển dụng hay bán hàng nó rất đơn giản. Đấy là cho đi hay là chia sẻ vô điều kiện. Vô điều kiện. Chúng ta sẽ luyện dần dần cái tinh thần của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ấy, đấy là cái tinh thần vô ngã và vị tha. Vô ngã và vị tha có nghĩa là gì? Với một cái tinh thần là vì người khác, quên cái bản thân mình đi, thì mình được rất nhiều. Mình không muốn nhận thì cũng phải nhận. Mình chia sẻ là vì người khác, còn chia sẻ cho ánh sáng là vì anh ấy, để anh ấy có một cái công cụ tốt, phương tiện tốt để anh ấy giúp anh và giúp đồng bào. Với Việt Phương rồi với anh chị em khác cũng thế. Thế còn người ta đón nhận hay không là do nhân duyên.
chứ không phải người ta đón nhận thì mình vui, còn người ta không nhận thì mình buồn, thì đấy là vì mình, đúng không nào? Thế thì trong quá trình làm việc ấy, cái cách mỗi một lần hành động ấy, anh chị em chúng ta chịu khó quan sát tâm của mình. Quan sát tâm là gì? Để xem người ta từ chối hay người ta nói mắng điều gì đó. Nếu mà mình buồn, có nghĩa là mình đang sao? Mình đang tâm đấy là tâm gì? Còn nếu mà mình vẫn vui vẻ an lạc thì đấy là tâm gì? Tâm chia sẻ, đơn giản thế thôi. Yes. Và mình luyện. Rồi, thank you, cảm ơn cả nhà. Xin mời những câu hỏi tiếp theo. Tao có hỏi thêm Thu Lĩnh một câu nữa. Dạ vâng. Dạ, mà bản thân nó rất là quan trọng. Ở trong cái kinh doanh nói chung và đặc biệt là kinh doanh với thương mại hay là kinh doanh seri á, thì anh thấy được rằng là một cái yếu tố nó sẽ giúp thành công rất là lớn, đó là cái khả năng marketing của một cái người nào đó. Và anh thấy được rằng bản thân mình và những anh em chị em trong đội ngũ cũng rất là nhiều người thì cái khả năng marketing nó vẫn chưa có tốt. Marketing nó sẽ là yếu tố quyết định để người ta tò mò, người ta quan tâm, người ta tìm đến. Đó là cái mà thấy được rằng là mình và anh một số anh em vẫn còn đội ngũ vẫn còn yếu. Rất là biết ơn nhờ tôi mình chia sẻ thêm. Dạ, cảm ơn tôi. Cảm ơn anh Ân. Người ta nghiên cứu về tâm lý của con người đúng không? Đã là con người ấy, thì thường là tò mò. Đấy. Thường là tò mò. Đấy, giống như chị em mà mặc, ví dụ bây giờ mặc cái váy mà nửa kín nửa hở ấy. Thì anh em tò mò bằng chết, đúng không? Hơn là ví dụ như là ni hết ra. Ni hết ra xem tí chát. Đấy là tâm lý con người chứ. Thế thì marketing người ta cũng áp dụng như thế. Tức là làm sao đấy, sao? Các cụ thì nói là cái gì? Các cụ nói là người khôn ăn nói nửa chừng, đúng không? Làm cho kẻ dại nửa mừng nửa lo. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là làm sao đấy mình tạo cái sự tò mò và tạo sự khát khao. Giống như mình, thôi nói một cái dễ hiểu như này rất là. Nếu ai đó người ta đang đói, nếu mà mình cho ăn 3 bát là no, như mình chỉ cho ăn bát thôi. Thế còn thèm thuồng, để còn thèm khát để ăn thêm bát nữa. Đúng không nào? Thế trong đào tạo cũng thế, trong chia sẻ thế. Mình chia sẻ ví dụ có 3 điều, mình chia sẻ 1 điều thôi, còn 2 điều nữa là để lần sau, thì người ta còn có lý do để còn muốn gặp tiếp chúng ta. Hoặc là nếu chúng ta chia sẻ 3 điều ấy thì mình còn phải nói là rồi đấy mới 3 điều bình thường thôi, còn 2 cái thứ nữa cực kỳ quan trọng nhưng mà thôi để lúc khác. Và nếu có 3-2 cái thứ sau này nếu không có được ấy, thì 3 cái điều vừa rồi tốt nhưng mà sao giờ chưa giúp đạt được ABC, ví dụ thế. Tức là sao, mình chia sẻ cái gì thì mình phải biết để marketing. Thành công của một cuộc gặp là những cuộc gặp lần tiếp theo, đúng không? Và để gặp nhau lần tiếp theo thì cần phải tạo ra cái sự khát khao để được gặp nhau lần tiếp theo. Yes. Lúc đầu giờ Cường chia sẻ với cả nhà mình cái gì? Đầu tiên là nghĩ lớn, đúng không? Cái thứ hai là tin tưởng tuyệt đối cái điều mình nghĩ là nó trở thành hiện thực. Đúng không nào? Đấy. Cái thứ ba là chiến lược hành động. 1 cộng 1 cộng 3. Để làm được nó thì phải biết gì? 1 là biết ơn này. 2 là biết trong tay mình đang có cái gì. Nhưng có 3 cái thứ đó vẫn chưa thành công được. Hoặc là thành công vẫn chưa đỉnh cao được mà nó vẫn chưa an lạc và hạnh phúc. Nếu không biết được cái thứ tư và thứ năm ấy, thì có thể là sao? Mình phải thành công, có khi phải mất 10 năm mới trở thành thủ lĩnh quốc tế.
Nhưng nếu mình biết được cái thứ tư, thứ năm và thứ sáu thì các bạn có thể rút ngắn xuống còn 3 năm cho đến 5 năm. Và cái thứ tư, thứ năm, thứ sáu năm nào để có được? Gặp nhau ở Hải Tiến Thanh Hóa. Yes. Gặp nhau Hải Tiến Thanh Hóa, tư vấn viên trưởng. Chúng ta sẽ gặp nhau ở Hải Tiến Thanh Hóa, đúng không? Nghĩ lớn rồi, đấy là điều tiên quyết. Tin tưởng tuyệt đối, hành động quyết liệt, nhưng chưa có 4 5 6 đấy mới được ba thứ thôi. Còn thì thứ tư, thứ năm, thứ sáu nó đặc biệt quan trọng để giúp cho chúng ta bình an hạnh phúc trên cái hành trình này, và lúc nào cũng vui, lúc nào cũng sướng, lúc nào cũng có hạnh phúc. À, ai ai muốn đón nhận 4 5 6 thì giơ ngón tay cái. Rồi xa xa tay vào nhau, xa xa tay vào nhau. K6. Yes, Hải Tiến Thanh Hóa. Ok. Thế đấy là marketing. À, mà là sự thật, marketing thật, rất thật, chả có cái gì. Thế bây giờ cần cũng là nhá. Đấy mình chia sẻ ba thứ thôi, phải giữ lại chứ đúng không? Thanh Thanh cười rất tươi, có định có mặt ở Thanh Hóa không mà cười rất tươi Thanh Thanh. Dạ em chào thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cương, em chào tất cả mọi người trên Zoom. Em được đi học lén. Em cũng muốn được có mặt tại đó. Ok, có quyết định không? Dạ quyết định. Rồi, cảm ơn Thanh Thanh. Ánh may mắn nào. Thưa anh em quyết định ạ. Quyết định, yes. Rồi, thank you, cảm ơn. Thì đấy là một phần của marketing, đúng không? Tức là làm sao đấy cho người ta, khách hàng hay là ứng viên cũng thế thôi, người ta phải khát khao người ta được gặp mình tiếp theo, hoặc là người ta đến một cái nơi nào đó mà mình mong muốn người ta đến đó, tức là người ta đến đấy thì người ta phải được cái gì, đúng không? Và hãy cho người ta nhận trước một số thứ đi. Các bạn biết tại sao mà bây giờ chúng ta quan sát, nếu ai đi học phát triển cá nhân ấy, anh chị em chịu khó quan sát một tí, thường là những cái chương trình free ấy, miễn phí nhưng mà nó rất giá trị, đúng không? Ví dụ như Wake Up của anh Phạm Ngọc Anh này, ví dụ như Wake Up là đánh đánh thức đấy, tỉnh tỉnh thức giấc ngủ đông ấy. Rồi hay là đánh thức sự giàu có của anh Phạm Thành Long này, rồi thay đổi để thành công của cô Vũ Ngọc Hoa này, hay là chương trình chiến binh NLP của cô Ngắt Pro này, là những chương trình miễn phí nhưng nó rất giá trị. Nhưng để các thầy các cô đấy bán được những chương trình tiếp theo ấy, thì trong cái chương trình phễu đấy thì kiểu gì thì kiểu các thầy cô cũng sẽ cho một vài thứ, và nói là muốn nhận được thì cần phải có mặt trong chương trình kia, đúng không? Bỏ ra đấy 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu hay là 100 triệu cả combo. Eagle Club của thầy Long thì về vài trăm triệu. Bước nhảy vọt của anh Phạm Ngọc Anh thì đâu đó chắc gần 100 triệu. Đấy, tổng cả cái chương trình, cả cái gói học của cô Hoa khoảng độ 50 triệu gì đấy, vân vân. Đấy, đấy là cái cách marketing là như thế. Thì mình phải biết quan sát. Rồi không biết là anh Ân có chia sẻ thêm gì không? Dạ, rất là biết ơn thủ lĩnh ạ. Tại vì anh cũng được nghe rất là nhiều cái câu chuyện về tuyển dụng, và đặc biệt nhiều những cái B2B, một số cái hướng dẫn cho cái qua họ sẽ cấp xoay, thì mới thấy được rằng là cái công việc của chúng ta, ngoài những cái yếu tố về có một cái niềm tin sâu sắc, có một hiểu biết giá trị cao, thì nó còn một cái, đó là cái cách mà chúng ta marketing, nằm ở hai cái góc độ, là thủ lĩnh có chia sẻ một số cái dùng khác đó. Đó là hiểu được cái điểm G và điểm T, những cái điều bất cập trong cái cơ hội, cái công việc của họ, và những cái điều họ mong muốn, và chúng ta gợi đặt cho họ những cái câu hỏi để cho họ tạo sự cái tò mò, và cứ tạo cho họ đặt những cái câu hỏi, mà đặc biệt mà anh nhớ rất rõ đó là những câu chuyện mà cảm thấy rất là thích thú. Khi có một cái ứng viên hỏi về muốn tuyển những cái dược sĩ hoặc có những cái nhà thuốc, thì mình sẽ chia sẻ nó như thế nào. Thì thủ lĩnh sẽ chia sẻ một cái công việc của một cái người nhà thuốc, thì
họ chỉ quanh quanh thì ở như công việc ở nhà thuốc, người ta cũng rất là khó đi lại trong cái việc về không gian và thời gian, nó rất là bó buộc. Nên là mình có thể chia sẻ cho họ những cái cơ hội để họ có thể họ có được nhiều nhà thuốc hơn mà không cần phải đầu tư, không nhất thiết phải ngồi ở một chỗ, thậm chí là cái cuộc sống và cái tài chính của họ, mọi thứ họ sẽ đạt rất tốt hơn rất là nhiều. Thế thì đặt câu hỏi họ, họ có quan tâm hay không. Cũng gần đây thì anh cũng học thêm một cái vài cái điều của Kim Ngon, ông ấy nói một cái câu rất là hay. Cái khó nhất trong cái việc mà mình đi đến thành công là mình biến cái con người của mình trở thành một cái con người thành công, để mình thu hút mình đến để gặp họ, mình có một cái phong thái đó và hiểu biết về họ và đặt cho họ những cái câu hỏi như vậy. Chắc chắn những người họ có những cái mong muốn, họ có những cái khó khăn như vậy, thì những cái điều mà chúng ta để lại đó sẽ là một cái cơ hội rất tốt. Nếu như thực sự họ mong muốn thì đó là một cái cách mà anh học được một số cái chương trình về cái cách mà Thủ Lĩnh chia sẻ, cái cách tuyển dụng cũng như là cách marketing. Rất là biết ơn Thủ Lĩnh. Thật ra thì cảm ơn tất cả anh chị Xuân đã cho anh nhiều cơ hội để được nói chuyện với Thủ Lĩnh và các anh chị. Ok, cảm ơn anh Ngân. Đấy, tạo tò mò khát khao. Và thêm một cái thứ nữa liên quan đến marketing, đấy là phải xuất hiện thường xuyên liên tục, tức là phải gieo lặp đi lặp lại, cường độ nó cần phải được lặp đi lặp lại. Ví dụ mình nói về cái chương trình K6 sắp tới này này, chắc chắn các bạn sẽ nghe từ giờ đến cuối tháng, nó sẽ nghe lặp đi lặp lại, sẽ đến một cái lúc nào đấy mà trong tiềm thức nó bảo cái này là cái quái gì ông Cường nói suốt ngày, đúng không? Thì trong kinh doanh truyền thống ấy thì người ta dùng một cái khái niệm, ta nói một cái khái niệm, xin lỗi cả nhà nói bậy để cho nó neo để người ta dễ nhớ. Đấy là gì? Người ta gọi là hiếp dâm thị giác và thính giác của người nghe. Có nghĩa là không muốn nghe thì cũng bắt phải nghe, không muốn nhìn bắt phải nhìn. Cho chúng ta để ý cái quảng cáo marketing đấy, những cái quảng cáo trên giờ vàng ấy. Mình đang xem đá bóng sướng đúng không? Tự nhiên quảng cáo ở đấy, đang xem một cái phim hay tự nhiên. Và suốt ngày đúng không, ngày nào cũng gieo. Và có rất là nhiều thứ đi thẳng vào tiềm thức. Ví dụ như mình chả nghe chẳng xem nhưng mà mình bị hiếp dâm thị giác thính giác, giống như là Prudential ấy, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu ấy, đúng không? Rồi bia Sài Gòn ấy, tuy không cao người khác phải ngưỡng nhìn, mình có nghe có xem đâu, nhưng mà nó cứ vô hình chung mà nó chui vào não bộ. Hoặc là nóng trong người uống trà Dr. Thanh đấy, các bạn thấy cái cách họ làm marketing không? Thế thì việc của chúng ta cũng thế. Với nếu như chúng ta có đội nhóm, chúng ta muốn đội nhóm mình làm một cái điều gì đó thì cần phải marketing lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, gieo để nó đi vào tiềm thức, và từ cái tiềm thức nó sẽ dẫn dắt hành động. Rồi chúng ta muốn ai đó vào giúp thế thôi, mình phải bán là vào đấy, đúng không? Gieo cho họ cái sự khát khao tò mò. Nhưng một lần chưa được, nó phải lặp đi lặp lại cho đến cái lúc nào, cái quái gì nhỉ? Cứ gặp ông này, ông bảo vào Zoom, trong đấy nó có cái gì? Người ta khát khao, người ta tò mò, người ta vào. Thì đấy là phần nữa của marketing. Đó. Kích thích sự tò mò, khát khao, mong muốn của con người. Để người ta muốn sở hữu, người ta muốn có được cái thứ đó, người ta muốn đến nơi đó để người ta chứng kiến, vân vân. Rồi, xin mời anh chị em tiếp theo. Nhà mình nào tranh thủ hơn cao thủ. Câu hỏi cuối cùng. Chúng ta còn có 6 phút nữa thôi. Chúng ta trong quá trình làm việc ấy, chúng ta gặp cái rào cản gì, anh chị em chúng ta có thể đặt câu hỏi. Đúng không? Mỗi một người sẽ ra cái rào cản khác nhau. Người mới thì gặp rào cản kiểu người mới. Người làm lâu một thời gian gặp rào cản của kiểu một thời gian. Cho nên ấy là rào cản gì thì chúng ta đặt câu hỏi, chứ không đôi khi chúng ta nghe thấy những cái câu hỏi to tát hành tráng qua, chúng ta có những cái câu hỏi khác mình lại xấu hổ. No, ở đây chúng ta làm doanh nhân là phải đối diện với thực tế. Cho em xin rồi Thanh Thanh xin mời. Lẽ ra bình thường thì dự thính nhưng mà chẳng ai hỏi thì cho Thanh Thanh hỏi.
Dạ, em cảm ơn thủ lĩnh quốc tế, cảm ơn cả nhà cho em xin được hỏi. Thì em cũng gọi là tuyển người thì rất là dễ, nhưng mà không có làm sao để họ đưa ra quyết định dùng sản phẩm. Giống như cuối tháng rồi họ cũng được 92 điểm rồi, em nói là họ ra quyết định để cho được 100 điểm để hưởng các chương trình này sau, thì họ cũng không thể ra quyết định cho mình được. Hoặc là họ cái chương trình khởi động nhánh rồi có những người thì họ dùng được một tháng rồi thì họ cũng không tuyển được tầng 1 rồi. Em cũng giúp họ rất là nhiều nhưng mà họ không tin được cái con đường này đi, họ lại dừng. Nói chung là em là tuyển được rất là nhiều nhưng mà họ không thể đưa ra quyết định để dùng sản phẩm. Nó những cái gì em làm được là rất tốt rồi, bây giờ phải nâng tiếp. Những gì đưa bạn đến A không có nghĩa sẽ đưa bạn đến B. Những gì đưa mình đến đây không có nghĩa sẽ đưa mình tiếp tục đưa mình đến kia, đúng không? Thế cho nên tại sao cái quá trình học tập phát triển bản thân là học không ngừng nghỉ là vì vậy. Những gì đưa mình đến K5 không có nghĩa sẽ đưa đến K6. Những gì đưa mình đến K6 không có nghĩa là sẽ đưa mình đến K7, K8. Nếu mình không tiếp tục học tập và phát triển. Thế ví dụ, đấy, những gì đưa em đến K6, bây giờ em muốn tiến lên thì bây giờ phải học bằng được cái năng lực dẫn dắt, đúng không? Học bằng được cái năng lực truyền cảm hứng, thắp sáng và dẫn dắt. Truyền cảm hứng, thắp sáng ước mơ và dẫn dắt. Lúc này là cái lúc bán ước mơ cho họ thường xuyên liên tục, để cho họ khát khao thay đổi, để họ vươn lên. Lúc này là cái quá trình dẫn dắt để người ta nhìn thấy đây là lựa chọn đúng đắn, tốt nhất và duy nhất. Nếu mình không làm được điều đó thì người ta thấy nó bình thường thôi. Đúng không? Thế cho nên mỗi một cái giai đoạn là mình phải phát triển. Đấy. Và nếu mà mình không phát triển lên, không nắm chắc được những cái thứ đó thì mình có làm gì, có cái gì để giúp đồng đội. Đúng không? Có nghĩa là tuyển được xong. Bây giờ mình tuyển được rồi, tốt rồi. Bước tiếp theo là phải truyền cảm hứng, thắp sáng và dẫn dắt. Kể cả trong bán hàng tuyển dụng vẫn phải truyền, dùng ba cái thứ đó, nhưng mà dùng cái ba thứ đó bước đầu, truyền cảm hứng, thắp sáng và dẫn dắt. Mỗi một giai đoạn mình sẽ truyền cảm hứng, thắp sáng và dẫn dắt khác nhau. Thanh Thanh, bao giờ trở lại lớp 6 thì sẽ được học kỹ hơn? Yes. Xin mời Bạch Hường. Dạ, em xin chào thủ lĩnh quốc tế cùng toàn thể cô chú bác anh chị em trên Zoom trong buổi chiều hôm nay. Thì rất là biết ơn những cái bài học mà đã chia sẻ trong buổi chiều hôm nay. Em rất là nhiều điều về cái mà mình đang còn có những cái rào cản. Thứ nhất là em cũng biết là bản thân trong cái thời gian qua tham gia cũng được khá lâu, nhưng mà em lại biết được là vì sao mình chưa làm tốt được. Thứ nhất là chưa dám nghĩ lớn, thứ hai là hành động chưa có được quyết liệt. Thì thật sự mà nói thì sau khi dự Rick Game 4 về thì bắt đầu bản thân em mới bắt đầu là xây dựng cái chiến lược cũng như là cái kế hoạch để có thể mở danh hiệu nhà tư vấn chuyên nghiệp một cách chi tiết nhất. Thì đó là cái bản thân em, và em hiểu ra được rằng hôm nay thì có lẽ là cái mà em hiểu được là cái bản thân mình chưa hiểu sâu sắc về 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 thực sự về cái ngành cũng như là về công ty cũng như là về sản phẩm, nên là khi mà mình trao cho mọi người mình chưa trao cho đúng cách cũng như là chưa biết cái cách truyền cảm hứng để có thể mọi người đón nhận được. Em cũng rất là muốn trong cái thời gian hè này em có thể tập trung, thứ nhất là vào cái thị trường giáo viên. Thì cũng như một số thủ lĩnh nói là mình là giáo viên thì tất nhiên cái thị trường giáo viên là phải là của mình. Nhưng mà lâu nay em vẫn chưa thực sự làm một cách quyết liệt cũng như là chưa biết làm tốt. Bởi vì thật ra tư duy của giáo viên rất là ổn định nên em cũng thấy là nó để mà có thể thắp sáng cũng như là có thể giúp mọi người nhìn thấy con đường này thì em thấy nó đang còn rất là khó, nên là rất là mong thủ lĩnh
chia sẻ giúp em một số cái bài học để có thể tập trung trong cái thời gian hè này. Ok, cảm ơn Bạch Hường. Tư duy của giáo viên rất ổn định, đúng rồi. Ở đây có ai làm xem nào. Ai làm ngân hàng không? Bật mic nha. Ai làm ngân hàng? Bật mic nói tôi. Lê Khánh làm lĩnh vực gì ngày trước ấy nhỉ? Em cũng làm ngân hàng ạ. Em thấy những người làm ngân hàng có tư duy rất ổn định không? Thực trước là em cũng định lấy lương của ngân hàng làm lương hưu đấy. Kéo dài tư duy ổn định, nhưng mà sau một thời gian làm thì thấy nó gò bó. Tất cả những công việc, nhất là làm giao dịch viên ấy, thì cái công việc nó gần như là mình xin nghỉ rất là khó, mà đặc biệt ở phòng giao dịch. Rồi. Mọi người đi mình xin nghỉ là mình rất là khó, nhất là con ốm con đau là không xin nghỉ được. Đấy, thế nên là em bắt đầu mình nghĩ đến cái việc mình muốn thay đổi, muốn nghỉ ngày thứ bảy chủ nhật. Ngày thứ bảy chủ nhật thì em bị chuyển sang một công ty quản lý bất động sản. Thế sang đấy rồi người ta cũng vào đúng đợt Covid thì người ta cũng luân chuyển mình nhiều vị trí. Thế là em cảm thấy là không ok, là em bị chuyển sang tìm hiểu sang cái lĩnh vực MLM này. Ok, cảm ơn Lê Khánh. Bây giờ Cường hỏi Bạch Hường nhé, Bạch Hường bật mic này. Bạch Hường muốn nghe sự thật không? Đã có. Sự thật là bất cứ một người làm công ăn lương nào về số đông thì đều là tư duy ổn định, chứ không chỉ có giáo viên, đúng không? Thế thì mình mới cần mình. Khi nào em thực sự em am hiểu cái nghề rồi, đúng không? Bây giờ mình giàu lòng trắc ẩn. Đấy, mình thấy thương các thầy cô giáo lao động như vậy, vất vả như vậy, nhưng mà sao đời sống vẫn còn chật vật, đặc biệt là những cái lúc này này, giá xăng nó cao này, chi phí sinh hoạt nó cao lên này, rồi nóng lực như thế này ở miền Bắc này, bây giờ dùng điều hòa nữa, tiền điện nó tăng lên này. Thế vì bây giờ mình sẵn sàng, mình biết trong tay mình có cái gì, CV mình trải lòng của mình ra chia sẻ, CV sẽ giúp họ cải thiện chất lượng cuộc sống, có đúng không? Đấy. Và cứ theo con số xác suất thôi. Khi nào mà làm bằng cái tinh thần lúc đầu cần chia sẻ đấy, biết ơn và chia sẻ vô điều kiện. Và có một cái điều này nữa, mặc dù hết giờ rồi nhưng mà các anh chị em chúng ta nhớ này. Ở trong cái cuốn sách này có một cái ví dụ rất hay về liên quan đến bán hàng. Cái cuốn sách nghĩ giàu và làm giàu này. Thì ngay cái điều đầu tiên ấy, phải biết chính xác bạn muốn gì. Và giữ vững cái niềm mong muốn đó không suy chuyển. Trong này ông có kể về hai cái câu chuyện. Một là cái đứa con của cái người da đen mà khi nó đi đòi 50 xu. Đúng không? Đấy, các bạn đọc về cuốn này các bạn sẽ tự phát hiện ra. Hai là cái anh mà anh ấy đi đào vàng, thì sau này anh ấy chuyển cách còn có mét rồi cuối cùng anh không đào nữa, và sau đó cái người khác người ta đào, thì cái người kia người ta dùng chiến lược khác, người ta biết dùng chuyên gia hỏi vân vân, người ta đào được vàng. Và từ cái bài học đấy anh ấy rút ra, sau này anh ấy đi bán bảo hiểm nhân thọ và anh ấy rất thành công. Và anh học được một cái bài học, đấy là sao? Đấy là khi anh ấy bán hàng hay làm bất cứ điều gì là anh làm đến cùng để đạt được cái điều mong muốn. Thế khi chúng ta tuyển dụng hay bán hàng là chúng ta là giúp đỡ khách hàng, đúng không? Bán hàng giúp đỡ khách hàng hay tuyển dụng cũng thế thôi, là mình trao cơ hội cho ứng viên. Có nghĩa là khi nào ứng viên say no thì lúc đấy mới bắt đầu. Khi nào khách hàng hay ứng viên từ chối thì lúc đấy cuộc bán hàng hay tuyển dụng mới bắt đầu. Thế thì nó mới mạnh đấy chứ. Cường tuyển bạn Lương đang không có ở đây 5 năm. Bạn ấy có thể nói, người ta có thể say no rất nhiều lần nhưng mình chỉ cần một lần say yes thôi. Có đúng không? Khi mà mình chia sẻ giúp đỡ đến tận cùng, mình không quan tâm người ta nói không bao nhiêu lần nhưng chắc chắn sẽ có lần say yes. Với một niềm tin như thế. Việc của mình là sao?
chia sẻ bằng cả trái tim và am hiểu cái thứ mà mình đang có, và mình kiên trì là nếu bạn giúp nắm được cái cơ hội này là vì bạn, đầu tiên là vì bạn. Ở đây có Trần Hiền, Lương Kiều này, nếu mà không đón nhận được cơ hội này vẫn bán hàng cái kia thì thứ nhất là nó mệt mỏi vất vả đúng không? Bây giờ có cái cơ hội nó tự do khỏe mạnh và nền tảng để phát triển lên những cái thứ tiếp theo rất là cao. Đó. Cho nên ý, khi nào mà người ta từ chối cuộc bán hàng tuyển dụng mới bắt đầu. Khi nào người ta say no thì người khác có thể nói không nhưng mình không chấp nhận. Trong tư duy và hành động của mình là không chấp nhận. Người ta có thể nói không lúc đấy là bởi vì nói không với cái sự hiểu biết lúc đó của họ. Nhưng không phải là cứ mãi mãi nói không, không có. Tôi có bạn Khổng Sâm đấy, 10 năm say no rất nhiều thì phải say yes. Thế sẽ đến lúc. Còn tất nhiên sẽ cũng có những cái người mà cả đời say no thì không quan trọng. Nhưng chắc chắn là có. Những cái việc mà chuyển từ no sang yes ấy, nó cần phải có cái niềm tin và sự nhiệt huyết của mình và tận tâm của mình trong cái việc giúp đỡ người khác. Thì mọi thứ nó trở nên đơn giản. Người ta có bảo thủ đến mấy, đúng không? Nước chảy thì đá mòn. Nếu như người ta nhìn thấy mình chân thành và mình giúp đỡ tận tâm, thì người ta sẽ tò mò chứ. Người ta cũng sẽ ngạc nhiên chứ, người ta sẽ... Nó đúng thời điểm. Cường ạ, chứ còn cái nghề nào cũng thế em nhá. Nó không chỉ có cô giáo nhà em đâu. Ok, rất biết ơn, cảm ơn cả nhà anh chị em chúng ta cùng bật micro ăn mừng chiến thắng buổi trưa ngày hôm nay. Yes. 1, 2, 3. Yes. 2, 3. Yes. 1, 2, 3, ô tô. 1, 2, 3, ô tô. Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. Du lịch quanh thế giới. Cảm ơn tất cả anh chị trong ạ. Em thủ lĩnh quốc tế ạ. Chào.